À, vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại Hero. À, thì hiện tại thì em nhận được rất là nhiều phản hồi cũng như là những cái bình luận tích cực của các bác khách hàng quan tâm về cái dòng sản phẩm DMX con nhé. À, và trong ngày hôm nay thì em sẽ làm cho các bác về chương trình về hai dòng loa TS12 và KF12 các bác nhé. Hai cái dòng loa full này thì em về được hôm vừa rồi là hơn 70 đôi các bác nhé. Hơn 70 đôi về thì em mang ra cửa hàng này có hơn chục đôi thôi. Để review cho các bác cùng xem nội thất ruột gan bên trong. Đấy. Ở đây thì anh em đang tháo nội thất ra rồi các bác nhé. Một chút nữa thì các bác sẽ được xem nội thất bên trong và cũng như hình thức bên ngoài thì các bác có thể xem này, đúng không ạ? Đối tất cả những cặp loa DMX như thế này, KS12 và TS12 đúng không ạ? Những cặp loa như thế này thì trên thị trường các bác mua 4 đến 5 triệu thì chắc chắn các bác là những cặp loa như thế là hàng dựng các bác nhé. Những cặp loa như thế là hàng dựng rồi, không chắc chắn đúng không ạ? Một chút nữa thì các bác sẽ được xem qua chất lượng âm thanh, xin lỗi các bác, xem qua nội thất bên trong các bác nhé. Cam kết với bác là nguyên zin. Đây là KS12 này, phiên bản loa full này, KS12 và TX12. Thì hôm nay bên em sẽ đồng bộ giá cho các bác luôn, đồng bộ giá cho các bác, công bố giá công khai luôn. Nhân tiện video ở đây thì em công bố giá luôn đầu video các bác nhé. Đối với cặp loa TX12 và KS12 như thế này thì bên em đang giảm chỉ còn có 8 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, chưa bao ship các bác nhé. Các bác là muốn em bao ship đó thì 8 triệu 800 nghìn đồng, đấy, bao ship luôn đúng không ạ? Đấy, một dòng loa đi từ thương hiệu DMX. Là full. Đấy, là full 2 đường tiếng các bác nhé. 1 bát 30. Bên trong đây là, đây là một phân khúc TX12. Cái dòng xịn hơn một chút đúng không ạ? Côn từ lại sẽ xịn hơn một chút. Nhưng các bác thấy này, rất là zin đúng không ạ? Rất là khó cậy các bác nhé. Bởi vì đây là những cái dòng loa full mà người ta chưa bao giờ mở ra bao giờ các bác nhé. Hôm nay thì bên em hy sinh mở cho các bác cùng xem đây. Rất là chặt này. Đấy, nguyên zin này. Đấy, cậy rất là chắc chắn luôn ạ. Và đối với tất cả những cái dòng mà nó cậy rồi thì các bác biết rồi, mở rất là dễ dàng thôi. Cặp này thì nguyên zin rồi. Mãi nguyên zin của cặp này các bác nhé. Đấy, các bác nào chơi sâu với âm thanh thì các bác biết rồi. Các bác nhìn cái dòng này phát các bác ưng ngay. Đấy, một thương hiệu nổi tiếng đến từ DMX các bác nhé. Đấy, anh em cậy rất là khó khăn đúng không ạ? Đấy, dính rất là chặt này. Đấy. Rất là khó khăn đúng không ạ? Rất là chặt. Đối với tất cả những cái cặp như thế này thì các bác biết rồi. Đấy, những linh kiện bên trong đây. Đấy, côn từ của bát cũng như là tép này và phần tần. Đấy. Đây bát của nó đây các bác nhé. Đấy, nhận loa cũng như là côn từ này. Đấy, rất là to đúng không ạ? Thông số trên bát này. DMX này, audio đây đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với con bát như thế này thì chất âm của nó đánh là rất là trong tiếng các bác nhé, rất là trong tiếng này và rõ lời. Dành những bác hát karaoke rất là hay luôn đối với cặp bát như thế này, đúng không ạ? Các bác như này thì các bác hát karaoke hay này và rất là rõ lời nhá. Đấy, một chút nữa thì các bác sẽ được cảm nhận qua chất âm về cặp loa như thế này. Em sẽ test hai cặp loa cơ bản, một là KS12 và TX12 các bác nhá. Đây là nội thất bên trong của dòng TX12. Đấy, cái dòng này thì sẽ cao cấp hơn một chút về cái dòng KS12 kia đúng không ạ? Nhưng bên em hôm nay thì bán thanh lý đồng giá cho các bác luôn. Đấy, đồng giá cho các bác là 8 triệu 5. Đấy, chưa bao ship các bác nhá. Đấy, các bác đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em đúng không ạ? Em sẽ cho các bác cùng xem nội thất bên trong đây. Bát đây. Đấy, rất là xịn đúng không ạ? Côn từ bát này. Đấy, nhẹn đây. Đấy, rất là khủng đúng không ạ? Bát này thì các bác hát karaoke thì không chê vào đâu được rồi. Đấy, không có điểm chê cái bát này các bác nhé. Đấy, quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, các bác chơi sâu với âm thanh các bác biết rồi. Các bác nhìn qua linh kiện các bác thích ngay. Đấy, và đây là tép đây. Đấy, quan trọng là cái tép này. Đúng không ạ? Đối với tất cả những cái tép như thế này thì các bác mua ở trên thị trường mà 4 đến 500 nghìn đồng thì chắc chắn là không phải chuẩn rồi đúng không ạ? Đối với tất cả những con tép như thế này mà dòng chuẩn của nó thì nó phải rơi tầm 4 đến 5 triệu các bác nhé. 4 đến 5 triệu cái dòng tép như thế này. Các bác nhìn con tép này. Thông số này DMX này, CD4460B đúng không ạ? Đấy, số series đây. Made in Italia. Đây là một dòng thương hiệu của Italia mà được lắp ráp tại bên Trung Quốc các bác nhé. Đấy, hàng nội địa đúng không ạ? Tép rất là to. Con chép này thì đưa tiếng chép cực kỳ sáng các bác nhé. Đấy, dành những bác nào nghe nhạc vàng cũng như là nghe nhạc bolero thì quá tuyệt vời rồi. Ở trên này thì em đã vừa set up một cặp KS12 ra ở trên này các bác nhé. Trên này đây. Đấy, các bác nghe qua em mở nhỏ thôi mà tiếng chép đánh rất là nhạy này. Đấy, đây là mới chỉ dòng KS12 thôi các bác nhé. Đời thấp hơn cái dòng TS12 này một chút mà chất âm đã nghe quá là phê như này rồi đúng không ạ? TS12 thì em chỉ có
còn có hai cặp duy nhất thôi. Đấy, còn hai cặp duy nhất thôi các bác, nhanh tay thì các bác sẽ được những cặp như thế này các bác nhé, đồng giá luôn. Đấy, đồng giá luôn các bác nhé. Và chắc chắn là những cặp loa bãi này, hình thức của nó thì không thể tránh được những xước xác rồi. Đấy, các bác phải hết sức là thông cảm như thế, đúng không ạ? Đấy, hết sức là thông cảm, bởi vì những cái dòng này thì không thể tránh xước xác được. Đấy, bãi mà không tránh được các bác nhé. Quan trọng chơi cái dòng này thì là nguyên zin là chủ yếu, và linh kiện đúng không ạ, bên trong đằng sau của con TX12 đây. TX12 đây các bác nhé. Đấy, con này thì dùng cổng lưu trích rồi. Đấy, hai cổng lưu trích đây, model là TX12 này, đầy đủ thông số sơ seri đây. Công suất dao động sẽ là 350 các bác nhé, 350W này. Đấy, trở kháng 8 ohm đây, đúng không ạ? Đầy đủ thông số sơ seri đây. Đấy, logo DMX này. Đấy, rất đẹp. Hai tay cầm đằng sau các bác nhé. Con này các bác treo tường được, mà các bác để trên kệ thì cũng khá là ok, rất là đẹp. Đấy, như BM để kia đúng không ạ? Ok, thì tiếp theo đó chính là về dòng loa của KS12 các bác nhé. Với dòng nội thất của KS12 thì em xin lỗi bác, cái dòng TX12 thì em chưa quay phân tần đúng không ạ? Đấy, xin lỗi các bác nhé. Đấy, trong này thì phân tần đây. Đấy, phân tần này. Đấy, tụ là tụ Zontech thôi, đúng không ạ? Zontech cục trở tên Nick này. Đấy, cũng có rất nhiều loại là cục trở Zontech đúng không ạ? Rất nhiều loại. Đấy, bông tiêu âm đây, phân tần này. Đối với tất cả những phân tần của con này thì đi rất là đẹp các bác nhé, đi rất là đẹp luôn như này này. Đấy, rất là to đúng không ạ? Quan trọng là cái phân tần con này không cần chỉnh sửa gì nhiều, nên là phân tần nó không có gì nhiều các bác nhé, chỉ còn như này thôi. Đấy, khá là ok rồi, một cái phân tần căn chỉnh khá là tuyệt vời rồi, bông tiêu âm này. Đấy, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, để bên em tư vấn và đặt hàng đúng không ạ? Đấy, số điện thoại em ghi góc trái màn hình rồi. Đấy, phân tần của cái TX12 các bác nhé, một dòng loa TX12. Đấy, bát loa đây, côn từ này. Đấy, côn từ đây. Thông số này, model là MBT12 đúng không ạ, gạch 300. Đấy, đầy đủ đấy. Và tiếp theo dòng loa KS12 các bác nhé. Đấy, ok, dòng loa KS12 thì anh em đã tháo nội thất xong rồi các bác nhé. Đấy, rất là nguyên zin, vẫn nguyên zin này. Đấy, các bác nhìn qua này. Đấy, rất là khó cậy ra đúng không ạ? Đấy, vẫn nguyên zin nhé. Đấy, cậy rất là khó khăn này. Với cái dòng này phải rất là chắc chắn nhé các bác nhé. Đấy, dính rất là chặt luôn, nguyên zin này dính rất là chặt các bác nhé. Đấy, cái dòng này thì các bác đang quan tâm rất là nhiều, thì bên em quyết định nhập số lượng lớn về. Đấy, hơn 70 cặp cơ thì mang ra cửa hàng này có hơn chục cặp thôi, để quay nội thất cho các bác cùng xem, cũng như là kết chuyện âm thanh. Đấy, review cho các bác cùng xem. Hình thức thì vẫn rất là ok, không phải xuất sắc lắm mà cũng không phải vỡ đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là nội thất của bên trong của dòng KS12 các bác nhé. Đấy, về cặp tép đi, cặp tép đầu tiên đi. Đấy, cặp tép này. Đấy, tép đây, thông số này đầy đủ đây các bác nhé, số seri này. Đấy, các bác nhìn này, đây là nội thất bên trong của dòng KS12. Đấy, thông số sơ seri đây, đầy đủ đây các bác nhé. Đấy, có logo của DMX này, DMX đây, LD350 đúng không ạ, LD350 này. Đấy, phần tử của tép đây. Con này là KS12 các bác nhé, không phải con TX, không phải TX12 nữa. Cái côn đấy, bát đấy. Đấy, rất là nặng. Đấy, cầm một tay rất là khó các bác nhé. Đấy, cầm một tay rất là khó luôn. Ở trên bát thì sẽ có model cũng như là L12 P100K đúng không ạ? Côn từ nhẹ loa đây. Đấy, nguyên zin luôn cho các bác nhé. Số seri ở vậy bát này. Đây, đủ số seri ở bát các bác nhé. Đấy, đèo vào tay thôi. Bên trong bát đây, nguyên zin này. Hai dòng này chúng mình xả đồng giá cho các bác. Đấy, xả đồng giá cho các bác luôn, 8.500.000 đồng các bác nhé. Đấy, anh em thì đang mở tung hết nội thất ra cho các bác cùng xem bên trong. Đấy, rất là đẹp luôn, cái dòng loa như thế này. Đấy, chỉ với 8.500.000 đồng thì quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Những cái dòng này thì các bác mua trên thị trường là không dưới 10 triệu các bác nhé. Không dưới 10 triệu đâu. Và chắc chắn là các bác mua trên thị trường mà những cái dòng nào 4-5 triệu thì chắc chắn các bác là những cái dòng này dựng hết rồi. Đấy, các bác phải nghiên cứu thật là kỹ trước khi mua những cái dòng như thế này ở trên thị trường mà 4-5 triệu coi nhá. Đấy, những cái giá 4-5 triệu thì không bao giờ có rồi đúng không ạ? Một dòng loa thương hiệu của Italia. Đấy, phần tần bên trong này, phần tần bên trong này cũng là tụ Zontech này. Đấy, cục trở Benic đây các bác nhá. Đấy, cục trở đây Benic này.
chả bén đấy các bạn nhé, trụ dồn tách bông tiêu âm này KS12 đi ở logo đây các bạn nhé, phân tần này làm rất là tuyệt vời, đập loa khá tuyệt vời đúng không ạ. Nội thất con nào như con nào các bạn nhé, quan trọng là về hình thức của hai cặp loa phun này thì là ở cặp bát và cặp tép thôi đấy. Cặp bát và cặp tép này thì rất là xịn rồi. Đối với cặp bát như thế này thì đưa chất âm cực kỳ trong tiếng này, cực kỳ rõ lời, gần như là không có tạp âm các bạn nhé, gần như là không có tạp âm và không có chế độ sôi luôn. Đối với cặp loa hai cặp loa phun như thế này, một chút này thì các bác sẽ được cảm nhận qua chất âm về hai cặp loa phun. Đấy, em sẽ test từng cặp một các bạn nhé. Đầu tiên thì em sẽ test cặp KS12 trước thì em đang setup đây rồi các bạn nhé. Cặp bát này thì gần như là không có tạp âm rồi, rất là rõ lời, và tép này cũng thế, tép đánh rất là nhạy luôn, từng tép rất là sáng và nhạy nhé. Đối với tất cả những dòng như này thì năng còn 8 triệu 500 nghìn đồng chưa bao ship thôi. Đấy, các bác nhanh tay thì có những cái cặp mà đẹp nhất đúng không ạ. Đấy, hình thức xước xác thì không thể tránh được các bác nhé. Đấy, các bác thông cảm luôn, nói luôn trên video luôn. Hình thức xước xác thì không thể tránh được, nhưng giá thành nó vẫn thế thôi, 8 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Quan trọng là bán những cặp này là bán linh kiện và nội thất thôi, chứ không phải bán hình thức rồi đúng không ạ. Ok, các bác đang quan tâm thì có thể lên trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn và đàn các bác nhé. Ok, tiến hành test qua một chút chất lượng âm thanh cho các bác cùng xem nhé. Đấy, các bác cùng cảm nhận qua đúng không ạ. Đấy, nói khá là dài rồi, cho các bác cùng nghe qua chất lượng âm thanh nhé. Đầu tiên là về cặp loa KS12. Đấy, trước về cặp loa KS12 các bác nhé. Ok, tiếp theo đến là cặp TX12 các bác nhé. Đây sẽ test cái cặp TX12 này. Đó, xem các bác cảm nhận có chất lượng thanh có khác nhau không nhá. Xem khác nhau nhiều không nhá. Chắc chắn là cặp này nó sẽ khác hơn một chút thôi đúng không ạ? Cặp này thì em chỉ còn 4 cặp thôi, ở cửa hàng thì còn 2 cặp. Đó, hình thức con nào cũng như thế thôi. Hơi xước xác mà cũng như thế này thì không thể tránh được các bác nhá. Nên các bác hết sức là thông cảm cho em, bởi vì cái mặt đấy là mặt úp xuống dưới thôi. Đúng không ạ? Mặt úp xuống dưới rồi nên là không quan trọng nữa rồi. Quan trọng chưa, các bác chơi những cặp loa như này thì quan trọng là zin này. Đúng không ạ? Zin và linh kiện xịn là hết các bác nhá. Đấy, các bác đang quan tâm thì có thể lên trực tiếp qua số điện thoại em ghi góc trái màn hình nhá. Đấy, số lượng có hạn thôi, các bác lên nhanh tay đặt hàng đúng không ạ? Đây mà X bãi này zin thì rất là khó kiếm rồi. Đấy, bên em sẽ tiến hành test qua chất lượng âm thanh của dòng TX12. Một cái dòng loa full đúng không ạ? Dành cho những bác nào thích hát karaoke và nghe nhạc vàng. Đấy, bên em sẽ tiến hành test qua chất lượng âm thanh các bác nhá. Và nội thất rồi căn bên trong thì vừa các bác đã được xem qua rồi đúng không ạ, hình trước con nào như con nào thôi, rất là đẹp. Nội thất rồi căn bên trong rất là đẹp các bác nhá. Đấy, tụ zone tech và cục trở Venice này. Okay.
Ok, vừa rồi các bác được cảm nhận qua chất âm về hai cặp loa rồi các bác nhé, KF12 và TX12. Ok, đồng giá 8.500.000 đồng chưa bao ship con nhé. Các bác đang quan tâm thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên tư vấn mặt hàng các bác nhé. Ok.